cả nhà. Nay ngày 9 tây tháng 11 nha. Tiếp tục em lên con bò siêu chữa nha cả nhà. Nè. Em quay xoáy mặt cho cả nhà xem ha. Mới về cọc nó hơi quay quay. Đó. Cái con bò ở cái cổ nó có cái mục nghe đó là dấu chích, nó bị ép xe cả nhà ha. Chứ nó không có bị viêm da nối cục. Mình ở đây đã có chích ngừa viêm da nối cục cho mình hết rồi ha. Anh chị cô bác gần xa nhu có nhu cầu cứ mua bò cứ liên hệ ha. Trại bò Phong Ma Tri 2 xin kính chào quý khách nha. Đó. Rồi, chân cẳng nè, móng trước nè cả nhà. Ha. Bò siêu, này siêu màu đỏ. Bò này thì bò rạng cả nhà, bò này có đẻ rồi, đang ôm chữa con thứ 2 ha. Vú nè. Anh chị gần xa có nhu cầu mua cứ liên hệ nha. Cái con ngé này là con ngé rờ chứ không phải con đó nha, tại vì bò về chuồng nó đứng kế cả nhà ha. Đó, mặt mày đẹp lắm cả nhà. Lông da bóng giận. Đó. Đi con. Đi. Chỗ khác. Qua nó đó. Thì với những cái con bò mà có đẻ rồi này là trại em bán sẽ bao lò lú cho cả nhà nha. Đó. Dạ, về chuồng lại nó quay quá. Dạ. Đó ha. Rồi, chân cẳng móng nè, móng trước nè. Đầu cổ nè, mặt bên đây nè. Thì bò này có chữa là 3 tháng nha cả nhà ha. Chữa 3 tháng bao khám bao lò lú cho cả nhà ha. Bao lò lú trong vòng 3 tháng cho khách. Anh chị em nào có nhu cầu mua cứ liên hệ ha. Vú nè, vú mấy anh đây nè ha, chân cẳng nè. Thì bò này em bán với giá công khai là bán bao chữa cho khách ha, bán với giá công khai là 30 triệu. Siêu chữa nha cả nhà, siêu chữa 30 triệu. Bò này cao chắc tầm mét 3 cả nhà, mét 3 đã lên ha. Chứ không có dưới. Nó quầy quá. Lạ chuồng. Rồi ha, anh chị em nào gần xa có nhu cầu mua cứ liên hệ ha. Siêu chữa lứa 2 ha, cao mét 3, chữa 3 tháng. Bao chữa bao lò lũ nha cả nhà. Anh chị em gần xa có nhu cầu mua, còn anh chị em nào trong ở gần trại, trong huyện, trong tỉnh cứ việc đến trực tiếp trại và mua và mua và xem và coi và mua cả nhà. Anh chị em nào coi theo dõi cái kênh của em có hay cho em một like, một đăng ký cả nhà. Có lượt có động lực em làm video nhiều tí cho cả nhà xem nha. Đó. Rồi thì bò em cũng báo và quay chi tiết cho cả nhà xem rồi. Anh chị em nào gần xa có nhu cầu mua cứ liên hệ alo ha. Rồi em sẽ kết thúc thúc video đây cả nhà. Cả nhà có nhu cầu mua cứ alo ha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ha. Rồi mọi chi tiết anh chị cô chú cứ liên hệ với số điện thoại ha. Điện thoại em để trên màn hình. Rồi thôi, em chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà lại cái clip video sau nha.